Chuyện này là sao? Có ai không? Có ai không? Đây là đâu? Có ai không? Có ai ngồi đó không vậy? Làm ơn cho tôi ra khỏi đây. Tại sao bắt tôi đến đây? Làm ơn thả tôi ra đi mà. Làm ơn thả tôi ra. Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Mình đặt báo thức lúc 5 giờ sáng, giờ còn 5 phút nữa. Nếu ngủ nữa chắc sẽ không dậy đúng giờ quá. Lần đầu tiên mới thấy cô bé thức dậy trước cả mình. Chắc sắp kết hôn nên nó mới dậy sớm như vậy. Tại sao tôi lại bị nhốt ở đây chứ? Tôi làm gì sai hay sao? Bây giờ chắc là bố mẹ đang rất lo lắng cho tôi. Có ai không? Làm ơn thả tôi ra đi mà. Mẹ, xích đi, xích đi. Có chuyện gì vậy? Con ơi, có chuyện gì sao lại gọi con bé? Anh cảm thấy hình như con bé đang gọi anh đó. Xích đi sao? Thầy ơi là thầy, thầy đã già rồi, thầy đã kiểm tra tay của thầy lại đi ha. Cái gì đây Malu, em đang nói cái gì vậy? Anh có cảm giác giống như là con gái đang gặp rắc rối vậy. Thưa thầy, cô bé không đáng lo mà đáng lo là thầy. Anh không chấp nhận là con gái anh sẽ rời xa anh. Cô bé đã sẵn sàng đôi cánh của mình. Cô bé chuẩn bị rời khỏi đây để chuyển đến Bù Đe. Không đâu Malu, anh cảm thấy bồn chồn. Anh có cảm giác là có cái gì đó không ổn và rất bất an. Thôi mà, sao lại có lá thư? Anh đã viết thư hả? Sao lại viết những lời văn như vậy? Xem qua giống như anh đang tâm sự với ai vậy đó. Anh đã viết sao? Phải, anh đang viết những điều đôi khi chúng ta không thể nói ra, hoặc một số điều cần được hiểu nhưng mà lại không thể nói ra. Nhưng anh không biết tại sao hôm nay anh không thể viết được thư. Anh cảm thấy rất buồn. Thầy ơi, lâu lắm rồi mới thấy thầy xúc động nhiều như vậy. Nhưng mà anh đừng lo lắng nữa, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn đúng không? Đúng, Chúa ở bên chúng ta. Để em vào trong pha cho anh một ít trà. Trà là sở thích của anh à? Đúng vậy. Còn nữa, em sẽ gọi xích đi mang tới cho anh. Xích đi à, xích đi. Thần linh ơi, cầu cho con gái của con luôn hạnh phúc. Cầu cho con bé sẽ không bao giờ phải rơi giọt lệ nào.
xin người phù hộ. Nào dậy đi, trời sáng rồi. Nào. Ôi Chúa, những chàng trai này chưa dậy sao? Cháu đã cố gắng gọi họ rồi nhưng mà họ không chịu dậy. Thôi được rồi, đưa cho họ trà, họ sẽ thức dậy ngay. Cháu có thấy xích đi không hả? Không, cháu nên tìm cô ấy hay không? Không, để gì đi tìm con bé được rồi. Mau đứng dậy, thức dậy đi, xích đi à. Xích đi. Xích đi à. Con bé đi đâu rồi? Xích đi. Xích đi à. Con gà. Xích đi. Con gái. Đó. Ai ngoài đó trả lời tôi đi. Xích đi à. Malu, có chuyện gì vậy? Anh à, cái này mau nhìn đi. Có chuyện gì? Đây là bông tai của Xích đi. Em tìm thấy nó ở đây. Đêm qua con bé đã đeo nó. Con bé ở gần đây thôi, đừng lo lắng. Ashita, gọi cho con bé xem. Gọi cho con bé. Có chuông rồi. Chú ơi, điện thoại hình như ở trong đó. Để cháu đi kiểm tra xem. Ôi chú ơi, con của con. Cái gì? Con thức dậy lúc 5 giờ sáng. Bây giờ là 6 giờ sáng. Con không gặp con bé trong 1 giờ rồi. Chú Sucekwa, con gái con đã đi đâu? Dì ơi. Sao hả? Điện thoại của Sidney đây, nhưng Sidney không thấy. Sao? Chú Sucekwa, con bé có thể đi đâu chứ? Malini không sao, con bé ở gần đây, chúng ta sẽ tìm con bé. Mẹ cũng đừng có lo quá, chắc là con bé lên chùa dự lễ cúng gia tiên thôi mà. Đúng. Đúng vậy, trong lúc vội con bé đã quên điện thoại và làm rơi chiếc bông tai thôi. Phải, anh chắc chắn mà. Đừng lo lắng, Malu. Cho tôi biết tại sao anh lại nhốt tôi ở đây. Làm ơn thả tôi ra đi mà. Hôm nay tôi phải kết hôn đó. Gào ra, con trai nhanh lên đi, trễ rồi đó. Đi thôi. Saga, có tin gì không? Con bé ở đâu hả? Sidney không có ở chùa. Nếu không có thì con bé ở đâu? Con bé đã xảy ra chuyện. Chúng ta phải tìm kiếm con bé ở đâu chứ, hả? Mẹ, ba, chú rể và gia đình đã rời khỏi khách sạn. Ôi chú ơi. Nghe đi, hãy gọi cho Rao ra. Trong khi anh đi tìm Sidney đi, nói với cậu ấy tất cả mọi chuyện và bảo cậu ấy dừng tiệc cưới lại, nghe chưa? Phải. Đi nào. Khoan đã. Nghe này anh rể, vẫn còn thời gian cho mọi chuyện. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ cho đến khi gia đình chú rể đến. Nếu chúng ta đi tìm nhưng biết đâu có thể Sidney trở về nhà thì sao? Chúng ta nên đợi Sidney cho đến khi giây phút cuối cùng và không một ai biết Sidney không có ở nhà, đặc biệt là nhà chú rể. Làm ơn, tôi cầu xin mọi người,
làm ơn tìm con gái tôi về đi. Chúa Rosette quá. Malu, xin bảo vệ con gái tôi. Xin ngài. Malu, phải đi đâu cứu lên Malu à? Chúng ta sẽ tìm CD, nhưng cho đến khi con bé trở về, chúng tôi còn phải lo liệu mọi thứ ở đây nữa. Anh rể này, còn anh phải giấu đi cảm xúc của mình. Malu, đi nào, mau vào thay quần áo. Hôm nay là đám cưới của con gái chị. Acid, Vinit, cả hai người đi tìm CD về đây. Hãy báo ngay cho ta khi tìm thấy con bé. Saru, chị không làm được điều này. Saru, Malu, chị phải làm sao đừng đây? Đừng có khóc nữa. CD chắc chắn sẽ về nhà. Khi con bé trở về nhà, chắc chắn con bé sẽ kết hôn. Là một ngày tốt lành như chúng ta đã định. Cha mẹ ơi, con biết cha mẹ đang rất lo lắng cho con. Và đang đi tìm con phải không? Có tin gì không hả? Anh đang chờ tin của Saga. Cậu ấy đi đâu? Có điện thoại không? Có tin tức gì hay chưa? Cũng không có gì. Ôi sao chúa hả? Ơi, tất cả. Cái gì? Tất cả chúng ta đều sẵn sàng, nhưng mà xích đi thì không. Đừng lo lắng Malu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không có gì. Thư giãn đi ha. Xin chào, thần linh ban phước lành. Chúc phúc. Chúa phù hộ mọi người. Chị à, sắp xếp lễ cưới cũng khá tốt đó. Không sao đâu, tôi chỉ muốn mau kết thúc đám cưới này. Mời vào, xin mời vào. Mời vào. Xin mời. Anh cảm thấy rất bất an, cho tới bây giờ vẫn không có tin tức gì của Sydney. Có khi nào con bé không? Đừng lo lắng quá, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chuyện gì xảy ra vậy Malu? Anh hy vọng xích đi con bé không sao. Xin anh đừng nói như vậy. Em đã kiểm soát bản thân mình rất khó khăn. Nếu anh cũng nói những điều này, em sợ mình sẽ không chịu nổi. Malu, nhưng mà anh cảm thấy không đúng khi cứ im lặng mãi như vậy. Chúng ta nên nói sự thật ra. Chúng ta nên cùng nhau đi tìm con bé mới phải. Aniswar, hãy mau đưa cô dâu tới đây. Nghi lễ ăn hỏi của chú rể cũng sắp kết thúc rồi. Đến lượt cô dâu đó, đây là khoảnh khắc tốt lành. Chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa. Được rồi. Chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta không thể im lặng nữa. Chúng ta phải làm gì đó thôi. Cứ làm đi. Đến đó và kiểm tra chính xác, rồi gọi cho tôi để mà cập nhật tình hình, được chứ? Tôi sẽ đợi tin. Không có tin gì mới. Không mà. Không có. Không.
Vậy bây giờ anh sẽ đi nói chuyện với họ. Ba đợi đã. Không, ta sẽ đi nói chuyện với họ. Được rồi. Ông thông gia, tôi nghe đây. Tôi muốn nói với ông chuyện này, xin mời qua bên đây. Ông Iswa, có chuyện gì vậy? Trông ông có vẻ rất lo lắng đó. Đã xảy ra chuyện lớn, tôi cũng không biết phải làm sao để nói với anh cả. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Vậy có chuyện gì chứ? Hãy nói rõ hơn đi, vấn đề là gì? Ông thông gia, tôi... Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại cái đã. Được. Alo. Chú. Nói cho chú biết, đã tìm thấy con bé chưa? Cháu đã kiểm tra mọi ngóc ngách của Rurajat rồi, nhưng cũng không có manh mối nào về Sydney hết. Ông thông gia, không có manh mối nào về Sydney của tôi hết. Ý tôi là tôi không biết con bé đang ở đâu. Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi thật không hiểu ý anh nói là gì. Tôi sẽ giải thích. Sydney nói đã ngủ với mẹ trong phòng của bà ấy vào đêm qua, nhưng mà sáng sớm Malu thức dậy thì đã không thấy con bé đâu, không thấy con bé đâu cả. Cái gì? Dạ, bà ấy đã tìm khắp nơi nhưng bà ấy cũng không thấy con bé ở đâu. Mấy đứa nhỏ cũng đã tìm khắp nơi nhưng mà vẫn không tìm được con bé. Bây giờ vẫn chưa tìm được. Cái gì? Anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy hả? Chúng tôi đang cố tìm con bé nhưng mà không thể tìm thấy. Chúng ta phải làm sao đây hả? Ông đùa với chúng tôi sao? Tại sao cô dâu lại có thể biến mất được kia chứ? Cô ấy đâu? Trả lời tôi đi. Cô ấy đã đi đâu? Ngay cả chúng tôi cũng không biết Sydney đang ở đâu. Ông tin tôi đi mà. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm kiếm con bé. Bạn bè của Saga cũng đang đi tìm. Tìm cô dâu sao? Các vị khách đang ở đây, con trai tôi đang ở trên sân khấu, mà anh vẫn đang tìm cô dâu sao? Nói cho tôi biết chính xác vấn đề là gì. Điều gì khiến anh ngần ngại không nói với chúng tôi sớm hơn? Chú chú đang nói cái gì vậy? Ông ấy đã nói gì sai? Ông ấy không nói sai gì hết. Đây không phải là một trò đùa. Con trai tôi đang ở trên sân khấu. Giờ thì các người đang nói rằng cô dâu không có ở đây. Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao cô ấy có thể bỏ đi? Cô ấy đi đâu chứ? Đi chùa hay sao? Hay là đi ra ngoài? Hay là bỏ trốn với ai đó? Làm ơn giúp tôi.